Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cay đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lành. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hận. Cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Sự thật có 6 chữ, giả dối cũng 6 luôn. Mặt trái và mặt phải, trắng đen ôi khó lường. Tình yêu có 7 chữ, phản bội cũng thế thôi. Chính là hình với bóng, rất dễ dàng đổi ngôn. Chữ yêu là 3 chữ, chữ hận cũng là 3. Người say men hạnh phúc, kẻ thành lý mạc sầu. Bạn bè có 5 chữ, kẻ thù đến cũng 5. Hôm nào lời ngọt mật, hôm nay chìa dao găm. Từ vui có 3 chữ, tiếng sầu cũng đồng như. Quá vui thường mất trí, mất trí đời đổ hư. Chữ khóc có 4 chữ, cười cũng vậy giống im. Ai giòn cười tươi khóc, ấy cảm thọ nhận chìm. Cuộc sống là 2 mặt, giới tuyến 1 đường tên. Chấp nhận mà không vướng, nhẹ bước qua 2 bờ. Ở đời, không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Có câu, nước quá trân thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ, mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu, thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang,
thì cũng nên là một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sưởi ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người, thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người, khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên.